vô bao khô thế này đây, rồi Rồi. sau đó và đưa qua cái lò Lò hấp hấp. cách thủy. Có nhiệt độ luôn, nhiệt độ canh trên máy đo nhiệt độ trên đây nè. Đó. Nhiệt độ Đây. xong, rồi bắt đầu Hấp khoảng bao lâu ta? mình hấp cái này khoảng 5 tới 7 tiếng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Trung. Hiện tại giờ mình đang có mặt tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì hôm nay được một lời mời của một người bạn đã quen từ lâu tại Bình Phước, thì đến hôm nay tham quan một cái mô hình là một cái chuỗi là chuyên sản xuất nấm Bào Ngư Xám. Thì hiện tại giờ có khoảng 12 cái cơ sở sản xuất như thế này. Thì mô hình của bạn là liên kết, là mình bỏ ra công nghệ và bỏ ra giống và bao tiêu cho người nông dân, thì người nông dân sẽ hợp tác với mình bằng những cái nhà xưởng mà chi phí mặt bằng như thế này. Thì hôm nay Trung sẽ mời các bạn đi tham quan và tìm hiểu cái mô hình này để chúng ta có thể một cái góc nhìn gì đó để các bạn có thể khởi nghiệp nhiều hơn. Xin mời các bạn theo mình nha. Đây là một cái trại trồng nấm Bào Ngư Xám ha, sử dụng là cái mùn cưa của gỗ cao su. Đây. Các nhân công đang đóng cái này thì nguyên liệu trồng nấm là bằng mùn cưa gỗ cao su đóng thành gấu như thế này đây. Rồi. Cái gấu này chắc cỡ 1 kg quá hả Đạt? Xin giới thiệu các bạn ha, đây là kỹ sư Đạt. Kỹ sư Đạt thì là xuất thân từ là ngành kỹ sư nông nghiệp, là phụ trách mấy cái trang trại cao su của công ty gì ta hồi xưa? Công ty cao su Phước Riền, Phú Riền, Phú Riền Bình Phước. À, thì hiện tại giờ bạn đang set up những cái cơ sở nấm như thế này và giúp cho những người nông dân có thể là tạo tăng thêm thu nhập, phát triển được thị trường và đặc biệt là duyên nợ với ngành cao su. Thì hiện tại giờ bạn không còn làm trong ngành cao su nữa nhưng mà bạn đã lấn qua một cái ngành khác rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ bạn vẫn quay lại ngành cao su để làm giàu cho người nông dân sử dụng những cái mùn cưa của cao su. Đây. À. Giống như cái mùn cưa này này. Cái này là từ cây cao su hết ta. Đúng rồi, mùn thôi, mùn rồi mình cứ ủ Rồi thôi. xong rồi cây cao su nó già rồi mình chặt bỏ thế Đúng nào? rồi, chặt cao su xong bắt đầu vô nhà máy á, thì nhà máy lúc mà ta cưa gỗ ra cái ba lết á, thì những cái này là cái mùn mà nó bỏ đi thì người ta hay để đốt này kia thôi. Thì mình mua những cái mình mua những cái mùn như thế này, mình mua khoảng tầm 10-20 tấn gì đó, xong bắt đầu mình về mình ủ cho nó hoai, xong bắt đầu mình đóng bịch, mỗi bịch như thế này nó các cô đóng như thế, xong bắt đầu mình bỏ qua đóng bịch xong mình bỏ qua cái lò hấp. Cái này là lò hấp cách thủy nè, để mình tiệt trùng. Đó, mình hấp cách thủy xong bắt đầu mình tiệt trùng cho nó sạch sẽ hết các cái bào tử. Cái này thấy còn ẩm ướt nè, Đúng rồi, nghĩa là cái này nó vẫn còn ướt, đúng rồi, và sau khi mà làm xong rồi thì mới đóng à, thành khô như thế này, đúng rồi, vô 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 bao khô thế này đây, rồi sau đó và đưa qua cái lò lò hấp hấp cách thủy. có nhiệt độ luôn, nhiệt độ canh trên máy đo nhiệt độ trên đây nè. Đó. Nhiệt độ Đây. xong rồi bắt đầu Hấp khoảng bao lâu ta? mình hấp cái này khoảng 5 tới 7 tiếng. Thường là 8 như vậy. tiếng hả cô? À. Dạ. Rồi, Tại sau đó do cái quy trình tiếp mùn. đi ha, kỹ sư Đạt. Rồi xong đó mình bỏ các cái bầu lên đây, xong mình di chuyển vô trong đây nè. Đây, mình di chuyển lên đây các anh này đang Các anh đang chắc vô đây là bắt đầu, nghĩa là cái này là đã hấp xong rồi phải không? Đúng rồi, hấp xong rồi đó. Cái này là thành phẩm xong hả chú? Ấm nó còn ấm nè. Đúng rồi, hấp xong nó khô rồi bắt đầu mình xếp lên kệ này. Cứ một cái ô như thế này là khoảng một cái khu bên này là 10.000 bầu. 10.000 bầu. Một một bầu một một bầu bầu thì nó nó sẽ ra được bao cho nhiêu nấm? nó ra cho khoảng được 2 lạng nấm, Hai lạng nấm. 2 lạng nấm. Nó cái này là cái gì đó? Cái meo á, cái meo này là những cái này mình lấy xong bắt đầu mình mở cái nắp bầu ra, mình đút cái meo này vô trong đó là nó sẽ tự ra nấm. Nó meo này nó chạy hết cái bịch, nó chạy hết cái bịch trong khoảng 25 đến 30 ngày là bắt đầu nó ra nấm. Thì từ cái công đoạn mà làm cái này thì bao lâu nó ra được nấm rồi mình thu hoạch? Khoảng 37 cho tới 40 ngày, khoảng 40 ngày là nó đã cho bắt đầu ra được nấm đầu tiên rồi. 40 ngày được nấm đầu tiên rồi. Tất cả đều sạch chuẩn 100% organic luôn, không có hóa chất, Này không có organic hết à? 100% Không organic có hết. sử dụng Đúng sắt rồi. tăng trưởng gì hết. Không có gì hết. Thì chỉ có mùn ủ xong lên hấp rồi bắt đầu cấy meo vô cho nó có những cái chất dinh dưỡng từ trong đây nè. Dinh dưỡng ở trong đây xong bắt đầu những cái meo này nè. Cái meo này mình rút cái bịch này ra nè, mình rút cái bịch này ra, mình rút cái đầu nắp này ra nè, đó, rút cái đầu nắp này ra, xong bắt đầu mình lấy cái meo này nhét vào trong đây, rồi sau một thời gian là nó khoảng khoảng 40 ngày bắt đầu nấm nó tự phọt đây ra,
nó đẩy cái nắp này dặn ra luôn à? Đúng rồi, mình canh khoảng 40 ngày mình tự rút nắp ra. Mình rút nắp ra là cái mâm nấm nó sẽ phụt ra luôn. Rồi. Rút nắp nó hiện tại ra. Giờ có cái nào nó đang gần tới đây? Cái trại này là đang làm mới, đang setup, đang làm mới, lô thứ hai á. Cái chi phí như thế này khoảng bao nhiêu hả đây? Một cái trại như thế này chi phí nó khoảng 200 triệu. Cả xây dựng luôn á. Cả xây dựng và cả làm hết luôn. Đất thì của người dân đây, mình hợp tác với nhau rồi. Đúng rồi, mình hợp tác với người dân ở đây. Đó. Thì thị trường đầu ra hiện tại giờ 1 kg thì nó mình thu ở đây khoảng nhiêu ta? 1 kg mình đang bán lẻ ngoài thị trường nó khoảng dao động từ 48 tới 55 ngàn 1 kg. 48 đến 55 ngàn. Ừ. Nấm bào ngư xám 48 đến 55 ngàn 1 kg. Bán lẻ tại ngoài thị trường. Đúng rồi, ngoài chợ. Mà cái nguồn cung hiện tại bây giờ nó cũng chắc là cũng khá là nhiều, như một thị trường như ở xã thôi, như ở xã một cái xã nhỏ thôi, một cái chợ xã nhỏ thôi, một ngày nó tiêu thụ khoảng hơn một tạ. Vào đây được không ta? Được đấy nè. Mình đây, mình đi lên nè. Đó, đây là cái khu vực đã vào meo xong hết. Đúng rồi, nè. Đây là khi mình vào đây, meo nè. Nó hơi có cái nấm này, cái miếng này. Cái này là cái mút để mình giữ lại cho đủ độ ẩm. Thì khi cái meo nó chạy nè, thấy cái meo nó chạy không? Nó bắt đầu lan tỏa ra nè. Nó lan tỏa ra những cái này xong bắt đầu nó phát triển ra, nó ăn hết dinh dưỡng trong đây. Là nấm từ đây nó sẽ phọt ra từ cái chỗ này. Nếu mình chỉ cần mở này ra thôi. Đúng rồi. Ra là nó phun ra luôn. Không, mình chỉ mở cái này thôi. Đây, mình chỉ mở cái nấm này thôi. Là nấm nó sẽ từ đây nó ra. Và mình cái công nghệ của bên mình hiện nay á, một cái bịch như thế này nó ra được 6 lần. Nó ra được tới 6 lần lận. Tỷ lệ sống hiện nay mình đang làm là 99%. Là bắt đầu từ ra đây thì khoảng 3 tháng là mình sẽ thu hoạch được lần một. Đợt đầu. Và cứ thế là cứ khoảng 15 ngày nó ra tiếp một đợt nữa. Là vòng đời của một cái này tầm khoảng 2 tháng. Có 5 tháng chứ. 5 tháng. 5 tháng vòng đời chúng ta phải làm một cái mùn cưa mới. Đúng rồi. Và ở đây thì là bao tiêu luôn cho người nông dân luôn. Bao tiêu đầu ra luôn. Giải quyết được hai vấn đề, một là vấn đề thu nhập của người nông dân. Vấn đề thứ hai là giải quyết được những cái phế phẩm của cao su mà trước đây là chỉ là bỏ thôi. Đúng rồi, chính xác. Thì cái nguồn cung ở đây hiện tại bây giờ là nó cũng là không đủ cho thị trường. Và hiện tại giờ chỗ Bàn Đạt đây đã đang làm được 12 cơ sở. 12 cơ sở kết hợp với người nông dân như thế này. Và đặc biệt cái này nó không phụ thuộc vào cái địa khí hậu và thổ nhưỡng luôn. Nghĩa là hiện tại giờ bạn Đạt ở Bình Phước, nhưng mà có một số khoảng 5 cái cơ sở bạn đang làm ngoài vùng ngoài Bắc và đang nhận được tín hiệu khả quan là nó đang đưa ra được những cái thành mèo phẩm hết. Nè, mèo nó ăn này nè. Đây, những cái lô này mèo nó ăn tới đây nè. Đây. Khi mà cái mèo này nó ăn hết tới đây nè. Ra rễ luôn à. Đúng rồi, nó ra rễ, ra rễ nấm nè. Nó ra hết tới đây. Là khi mà rễ nó ôm hết cái này xong bắt đầu nó sẽ phọt nấm từ đây ra. Ok. Cái chu trình mà nó ăn từ đây xuống tới đây nó khoảng tầm 30 ngày, 30 đến 40 ngày. Cái công chăm sóc này nó cực không Đạt? Không, mình chỉ để lên vậy thôi. Vậy là xong đó, hả? Không tưới, không tiết gì hết luôn. Khoảng 3 ngày mình đi kiểm tra một lần. Còn nếu mà nó nóng quá thì mình sẽ tưới nhẹ thôi. Mở phun sương tưới nhẹ thôi. Còn không thì cứ để vậy thôi, không ảnh hưởng gì về nhiệt độ. Chỉ cần đừng có nóng quá. Đừng có nóng quá khoảng nhiệt độ bình thường. Còn khoảng tầm 27 tới 35 là vẫn xử lý ok được. Ở trong này thì nó có bệnh gì không ta? Cái nấm này. Cái nấm này nếu mà trồng ở khu vực kín ở dưới cái vườn cây á thì nó dễ bị bệnh, thực vật mà nó cũng có bệnh. Thì mình phải kiểm tra 3 ngày kiểm tra một lần, mà thấy cái nào có bệnh là mình phải lấy ra liền luôn. Mình xử lý ra liền chứ không thì bệnh nó lây. Này là thực vật mà nó sẽ bị lây bệnh. Cho nên là cái vấn đề bảo quản kỹ thuật á thì cho nên nó cũng cực kỳ là phải gắt gao, cái vấn đề là phải phát hiện được cái nào bệnh trước thì mình xử lý nó liền, chứ không để nó lây là nó hư hết nguyên một cái vàng này luôn. Mà quản lý kỹ thuật đó là mình đây mình đào tạo cho người nông dân ở người nông dân tại địa luôn. Phương đúng người rồi ta hiểu luôn. Người ta hiểu luôn, và khi người ta biết như vậy người ta sẽ gọi cho mình để cách xử lý như thế nào. Đúng rồi, chính xác. Rồi mình sẽ hướng dẫn người ta xử lý. Đúng rồi, cần thiết thì mình chạy vào thôi. Đúng rồi, còn những cái vùng ở xa thì mình sẽ đưa công thức cho người ta để người ta làm. Đúng rồi. Cái này bộ cũng nhiều quá đâu, một cái kệ này chắc lên cũng khá nhiều ha. Một cái ô như thế này là 10.000 bầu. Một cái ô lớn như thế này nè, cứ một ô một ô như thế này là bao gồm mặt trước mặt sau không? Ô cả từ cái ô gian này luôn, cái gian rộng này luôn, một gian. Dạ, một nhà như thế nào mà bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Đó khoảng 10.000 bầu. 8 cây là khoảng có 10.000 bầu. 10.000 bầu là cho khoảng bao nhiêu tấn cơ? 10.000 bầu, một bầu là 2 lạng á. Bầu 2 lạng thì 10.000 bầu là khoảng 2 tấn. 2 tấn. Khoảng 2 tấn. 2 tấn mà nhân cho giá. Giá khoảng dù bán người nông dân khoảng 30.000 đi, ví dụ như vậy, khoảng 30.000 đi thì ta đâu đó khoảng 60 triệu. 60 triệu trong thu nhập trong vòng 5 tháng cho người nông dân, 4 tháng cho người nông dân. Quá ổn. Và ra được 5 tháng thì ra được 3 lần. Một năm mình cố gắng tính 1 năm ra được 3 lần cho người nông dân. Một năm thì ra được 3 lần cho người nông dân thì tầm khoảng 6 tấn.
Đúng rồi, chính xác. 6 tấn thì được thu nhập khoảng 180 triệu. Đó. Trừ hết chi phí thì người nông dân thì thôi nha. Mình bao tiêu cho họ luôn thì tính ra thu nhập nông dân cũng khá. Đúng, không có tốn diện tích gì nhiều, không tốn không gian nhiều, không tốn nhân công, kỹ thuật gì nhiều hết. Đó. Khoảng 100 triệu năm cho người nông dân. Đúng rồi, chính xác. Đó. Mà trên một diện tích rất là nhỏ luôn. Giải quyết được rất là nhiều vấn đề việc làm. Thì đây là mình cũng chia sẻ cái mô hình này cho các bạn ở vùng nông nghiệp làm giàu và có thể là phát triển thêm. Ngoài ra thì thứ nhất á, làm với công ty thì nó sẽ có những cái thuận lợi. Những cái thuận lợi là các bạn sẽ được bao tiêu về sản phẩm. Đây là mô hình kinh doanh tại làm giàu tại nông nghiệp á, giúp cho các bạn có thể là phát triển được. Thì đối với cái việc tự phát á, thì các bạn sẽ khó, rất khó trong vấn đề mà lo để vấn đề đầu ra. Thì ở đây hiện tại giờ bạn Đạt và tất cả những cái người làm nông nghiệp hiện đại ở đây đang giúp cho người nông dân lo được sản phẩm đầu ra. Thì đó là vấn đề nhức nhối nhất trong vấn đề nông nghiệp Việt Nam. Cái thứ hai nữa là vấn đề về marketing sản phẩm. Thì hiện tại bây giờ tất cả nông nghiệp Việt Nam làm rất là tốt. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là không có được quảng cáo hình ảnh thương hiệu. Nên là dẫn đến là giá chúng ta không được cao. Đúng rồi. Thì sắp tới đây các bạn trẻ sẽ làm nhiều hơn về cái chất lượng. Và thứ hai là quảng cáo thương hiệu của mình để đưa những sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam mình đưa ra khắp thế giới. Thì hiện tại giờ mục tiêu của bạn cũng là xuất khẩu. Mình đang xuất khẩu vào thị trường Úc, cố gắng trong tới tháng 11 này sẽ thông qua một công ty xuất khẩu ở dưới Sài Gòn á. Mình hôm nay là các bạn đang ký hợp đồng được thì khoảng tháng 10, tháng 11 này mình sẽ xuất khẩu lô hàng đầu tiên qua Úc. Ok. Chúc bạn Đạt và chúc những các bạn trẻ khác làm nông nghiệp thì có những cái bước tiến mới giúp cho Việt Nam mình ngày càng phát triển hơn. Thì các bạn hãy vui lòng đăng ký kênh và theo dõi những cái khám phá mô hình kinh doanh mới, chia sẻ cho các bạn có thể tự khởi nghiệp và có những bài học mà phát triển hơn cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng đăng ký kênh nha. Rồi, chào các bạn.